Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đâu rồi, bữa anh đặt hàng em vẽ cho mình cái áo rồi. Tới đâu rồi? Thôi con này là con Mandarin Iguana. Với lại em chọn cái tông màu này, có rất là nhiều tông màu, kiểu giống như nó dạ quang nè. Em thích in lên cái nền áo đen á thì cái màu dạ quang nhìn nó sẽ nổi. Nổi bật cái này. Vợ của mình cũng là một fan của Igu, cũng là một người rất là yêu thích Iguana, rất là ngầu, cá tính khá là mạnh luôn. Mình thì bị ấn tượng bởi cái cá tính này, cùng mặc một cái tông màu á thì nhìn nó sẽ rất là ngầu, rất là chất. Rồi anh em mình có thể đi uống cà phê, đi chơi, đi du lịch đồ cũng được. Mình thì thường xuyên đi du lịch mặc những cái áo này, nhìn nó cũng có cái nét riêng. Còn bây giờ đó là mình sẽ in chất lượng là kỹ thuật số, cái hình nó rất là sắc nét ha. Ví dụ như bạn nào mà size M, size L hay gì đó thì thông báo cái size chính xác cho mình. Mình này là xử lý trước khi in ha. Đúng rồi, tiền xử lý trước khi in. Để khi mà phun một cái lớp keo lên để lúc mà mình in lên ấy là cái mực rồi nó màu sắc đồ nó đạt chuẩn ha. Máy sấy ha các bạn ha. Giải đưa vô sẽ sấy khô cái lớp keo nãy mới xịt lên đó. Ok. Có bác ốp lên cái folder nè. Ép phẳng nè, coi như ủi nha. Giống ủi cho nó không có gù về. Áo của phong mình nó khá là nhiều lông. Ok. Thì những cái chất là những cái chất lượng của sản phẩm thì mấy lần trước là các bạn cũng biết rồi. Mà cái này nó sẽ cũng in phun mấy lớp luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, nó đầu in nó tự nó biết nó đè nhiều lần lên. Ồ, bắt đầu ra hình rồi các bạn. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok, trong cái clip ngày hôm nay á, mình bữa giờ các bạn thấy là mình quay clip, mình có vài cái áo mình bận hoài luôn. Đây là những cái áo mà bản thân mình rất là thích ha. Thì ngày xưa lúc mà anh em đi ốp á thì chưa có cái tiếng nói chung, cho nên là mỗi người mặc một cái màu sắc khác nhau, rồi nó nói chung là lên hình nó không đẹp. Thì sau này á, mình mới làm ra cái những cái áo này. Là một fan của Iguana cho nên là những cái mẫu áo mình hay sử dụng hình những cái bé Iguana. Và mình bán, mọi người có thể mua nó về mặt để đi ốp. Thì chúng ta khi mà lên hình nó sẽ rất là đẹp, nó hài hòa, nó chung một cái nốt với nhau. Ok, thì những cái áo này là những cái form cũ rồi, rất là cũ rồi. Sau cái đợt dịch tới giờ là mình chưa làm cái mẫu nào mới hết. Cho nên là mình lần này mình quyết định làm một cái mẫu áo mới cho cái đợt ốp sắp tới đây. Thì may mắn á là nhà mình có vợ mình là có nghề về cái này cho nên cũng đỡ hao tốn. Thì hôm bữa mình có đặt hàng rồi, có nói vợ ơi làm cho anh cái áo anh cũ hết trơn rồi. Vợ mình cũng nói là áo cũ xì à, để em làm cho. Thì giờ mình sẽ vô mình coi cái công đoạn nó đi tới đâu rồi. Chưa nghe báo giá gì, không biết báo giá xong trả có nổi hay không đây. Hello. Sao rồi, anh đặt hàng tới đâu rồi? Cho hoa thị. Đây, để đeo vô đây quay clip luôn. Anh chưa biết em vẽ gì luôn á. Bí mật mà. Bí mật luôn hả? Đâu rồi, bữa anh đặt hàng em vẽ cho mình cái áo rồi. Tới đâu rồi? Nè, gần hoàn thiện rồi. Em vẽ con gì vậy? Đố anh biết luôn nè. Zoom nhỏ nhỏ ra coi, ồ, hơi bị màu đố sắc cái hơi nè. Ôi, con này là con Mandarin Iguana. Ồ, con này nó rất là nhiều màu sắc ha. Nhưng mà tất nhiên là đây là màu đồ họa thôi, chứ ngoài thực tế thì nó không phải màu này, nhưng mà nó cũng rất là nhiều màu sắc luôn. Quá đẹp luôn. Sắp xong chưa? Gần hoàn thiện rồi. Em làm mấy cái phần sáng lên nữa là xong. Để làm xong rồi anh đi test cái vải á. Cái này mà bận mấy cái áo thun khô quá nhìn nó sang hơn đúng không? Nó trẻ trung hơn đúng không? Rồi. Với lại em chọn cái tông màu này, có rất là nhiều tông màu, kiểu giống như nó dạ quang nè. Em thích in lên cái nền áo đen á thì cái màu dạ quang nhìn nó sẽ nổi. Nổi bật cái này. Hy vọng là cái chỗ in nó sẽ in ra được, chứ mà ra được cái áo này rất là đẹp luôn. Dạ. Hoàn thiện chưa? Đây, giờ em mở cái phần này là phần hoàn thiện nha. Nãy em đang đánh thêm mấy cái phần sáng thêm để coi sao mà thấy có vẻ là ok rồi. Đâu em cho anh coi cái hình hoàn thiện coi. Em làm ăn gì mà em không báo giá.
Lát em kêu này nọ sao anh trả nổi. Đây, đây là bản hoàn thiện. Trả giá cho em một ly nước mía. Trời, tính lấy giá 1.5 tỷ là có mà đưa gì được ly nước mía. 15.000 hả? Nước mía này cũng 15.000. Ờ, được á, đúng rồi. Ê, để, okay cái, để cái chữ Nam Ngô Farm lên đẹp á. À, đây, đây, để em tắt cái background màu đen này luôn nha. Thì khi anh in nó sẽ không có cái background. Background của nó em sử dụng kiểu giống như khói đúng như rồi. Vậy. Ờ, à, đẹp quá. Hy vọng mà chỗ in mà nó làm được cái kiểu này ra đúng y vậy là quá đẹp luôn. Đâu em có ẹt vô cái áo anh thử không? Coi thử coi. Ok, chờ em xíu. Khoan, anh muốn coi ý tưởng em lấy từ nó cái hình đâu, gốc của nó không? Đâu hình gốc đâu. Đây em tắt hết mấy cái này nha. Hình gốc không phải là từ một cái con đó, nhưng mà em phải sử dụng cái đầu này gắn với cái đầu của con kia. Ừ. Đây, đây là cái một cái hình gốc. À đây nè. Này đầu cái con đầu khác, này body của... con khác hả? Đúng rồi, nhưng cùng một dòng. Ừ. Vì cái đầu của cái bạn này trên cái ảnh chụp á, cái đầu bạn này không có đẹp. Ừ. Này là sử dụng theo cái hình thực tế luôn đúng không? Dạ, đúng. Này mình thêm vô nữa. Rồi bây giờ quá là ngầu luôn. Em thử lên áo cho anh coi ha. Trời ơi. Dữ dằn dện nha. Quá đã luôn. Ơi anh tính làm cái áo không có tay cho nhiều người cùng mặc, nhưng mà chắc anh sẽ đi kiếm thêm một số mẫu ba lỗ để anh lên quá. Anh thích mặc ba lỗ. Khoan. À hình như cái này là em đang gắn vô cái hình này, em chưa có chữ Nam Ngô Farm. Mà chưa có chữ Nam Ngô Farm. Còn có vợ khéo tay cũng ngon ha bạn ha. À, vợ của mình á, cũng là một fan của Igu. Cũng là một người rất là yêu thích iguana. Rất là ngầu, cá tính khá là mạnh luôn. Mình thì bị ấn tượng bởi cái cá tính này. À, có cái tấm hình mà chụp hai con Igu rất là to mà kiểm soát, khống chế. À, bé nó rất là tốt luôn. Và cái gọi là cái thần thái của hai con Igu to đó và vợ mình cũng rất là đỉnh luôn. Mình là chết vì bức ảnh đó. Cho nên là một cái fan của Igu, cho nên là hiểu được những cái nét đẹp của Igu, hiểu được là cái gu nó như thế nào, cho nên là mình không có cần tốn nhiều quá nhiều cái trình bày đồ này nọ các thứ. Mình chỉ nói là em ơi anh muốn có một cái áo Igu mới là tự động lên ý tưởng luôn, đỉnh chưa các bạn? Đây là bản hoàn thiện nha. Ok, không chắc anh sẽ làm áo ba lỗ anh mặc quá. Anh sẽ làm áo có tay cho ai thích áo có tay, còn anh chắc làm thêm mấy cái ba lỗ à. Em cũng anh thấy cái dạng form ba lỗ hơi rộng rộng vậy nè, em thấy nó cũng trẻ trung nè. Ừ. Ha. Đúng. Nhưng mà cái áo ba lỗ này phải kiếm chỗ may, chứ mình đi mua sợ không có sẵn á. Đi mua nhiều khi cái vai chỗ này nó nhỏ quá, nhìn nó hơi yếu. Đúng. Còn này nhìn nó cứng cáp, nó mạnh hơn. Quá đẹp luôn. Đỉnh không các bạn? Ok, mình sẽ... Này bản hoàn thiện chưa? Hoàn thiện rồi nè. Hoàn thiện rồi hả? Rồi vậy để anh đi làm cái áo liền để chủ nhật này ốp anh ngựa coi. Rồi bạn nào đặt hàng thì có thể đặt luôn cho in số lượng. Không có làm theo, nhiều nữa. Theo như anh nghĩ anh có thích lên áo màu trắng không? Đâu em lên thử áo màu trắng coi coi. Đây là áo màu trắng. Cá nhân anh thì anh không có thích màu trắng, anh thích màu đen à. Nhưng mà vẫn để option cho mọi người chọn lựa. À. Có nghĩa là bây giờ, ngày xưa đó các bạn. Mình thì mình muốn làm áo này cho... Ờ, nhưng mà no. Nếu như mà làm áo màu trắng á, thì cái phông chữ Nam Ngô Farm em phải đổi màu. À. Chứ nó đang là cái màu trắng mà lên cùng phông màu trắng thì ở phía dưới nó sẽ không nhìn thấy cái gì hết. Vậy lên đen thôi. Ví dụ như nếu mà lên áo trắng thì cái chữ Nam Ngô Farm sẽ là màu đen. Cái chữ Nam Ngô Farm em viết đang rất là khéo á, thì anh thấy ok em đổi cái màu thôi. Đổi màu thôi. Ok. Ha. Ngày xưa đó các bạn, ngày xưa thì mình thích làm áo cho mọi người cùng mặc. Ha, có nghĩa là mình đi ốp những cái buổi ốp mà số lượng đông thành viên mà chúng ta cùng mặc một cái tông màu á, thì nhìn nó sẽ rất là ngầu, rất là chất. Rồi anh em mình có thể đi uống cà phê, đi chơi, đi du lịch đồ cũng được. Mình thì thường xuyên đi du lịch mặc những cái áo này, nhìn nó cũng có cái nét riêng. Nhưng mà ngày xưa thì mình làm cái kiểu kia kìa, mình bị ế quá trời luôn. Tại vì mình tính sai, cái size nó không có chính xác.
ví dụ như mình tính size S là nhiều, rồi size M nhiều, size L ít, XL ít, nhưng mà cuối cùng ra cái số lượng thực tế nó không chính xác, cho nên là mình bị ôm cái đống đó rất là nhiều. Thì sau này mình sử dụng những cái hình này chất lượng cao và mình đi in kỹ thuật số. Lúc trước là mình in lụa nó sẽ rẻ tiền hơn, nhưng mà cái chất lượng in nó sẽ không có đẹp bằng. Còn bây giờ đó là mình sẽ in chất lượng là kỹ thuật số, cái hình nó rất là sắc nét ha. Cái bản thiết kế như thế nào là lên nó y chang như vậy luôn. Từng cái mảng màu nhỏ nó rạch ròi với nhau luôn, nó không có bị lem. In lụa thì chúng ta khó lòng làm được vậy, còn cái này đó là từng cái mảng màu nhỏ giống như những cái vảy của con Igu á. Hai cái vảy gần nhau thôi nhưng mà nó khác ngược hẳn màu nhau luôn. Thì cái in kỹ thuật số nó đáp ứng được cái điều đó. Cái thứ hai nữa là mình sử dụng những cái chất liệu vải thun á, là những cái vải này là hàng xuất khẩu. Mình mua những cái áo thun đen người ta bán sẵn để xuất khẩu đi nước ngoài, xuất những cái thị trường Úc đồ này nọ thứ á. Thì cái vải thun nó khá là đẹp, nó sang, nó trẻ, nó thun khô chứ nó không phải thun 4 chiều đó. Thì nó rất là ngầu ha, vải nó cứng cáp lắm đó. Thì mình sẽ mua những cái áo đơn sắt như vậy, xong rồi mình sẽ cho in lên từng cái, và mình sẽ coi như mình nhận order. Sau này mình nhận order, ví dụ như bạn nào bạn size M, size L hay gì đó thì thông báo cái size chính xác cho mình tổng hợp số liệu và mình đi mua đúng cái size như vậy rồi mình in luôn. Tránh cái trường hợp như lúc trước á, mình bị ôm. Lúc trước mình ví dụ mình đặt người ta là 100 cái size M, 100 cái size S, rồi 50 cái size L, 15 cái size XL, thì cuối cùng ra cái số lượng mình phỏng đoán, mình dự tính nó không có chính xác, cuối cùng là mình dư sai tùm lum tà la hết trơn. Nhưng mà cái chất lượng lúc trước nó cũng không tốt, còn bây giờ mình chọn cái chất lượng nó gọi là nó cá nhân hóa luôn. Có thể là mọi người sẽ chọn ví dụ mọi người ở đây có thể chọn áo màu đen hoặc áo màu trắng ha, và lên hình luôn đó, thì nó sẽ fit hơn, mọi cái nó sẽ ok hơn, đẹp quá. Nịnh cái nha. Ok, em đang đánh cho nó phân ra hả? Đánh cho nó rõ nét lên từng cái hả? Giống như nó có cái độ bóng bóng á. Những cái này là những cái vảy khiến nó có cái độ hơi bóng bóng lên. Chứ không phải bóng xà bàn đâu. Công nhận em lên cái con này, em nhìn cái hình thực tế của nó em thích ghê luôn. Thích đâu? Ngầu đẹp. Quá chừng ngầu. Anh nghĩ luôn. Lên sẽ rất là ngầu luôn. Nè, những cái chi tiết nhỏ như thế này nè. Những cái chi tiết nhỏ như thế này nếu mà in lụa là nó sẽ lem hết. Nó lèn chứ nó không có được ra nét gì đâu. Mà để ngày mai anh sẽ đi xuống anh cho in mẫu liền. In mẫu liền để kịp Chủ nhật này anh mặc. Mà nó phải rõ nét ra vậy nè mọi người mới thích nè. Anh cứ cái con mắt vẻ đẹp quá. Cho anh thử coi. Cái con mắt vẻ đẹp quá. Giống bạn zombie của mình ha. Bạn đó. Zombie của mắt đen thui vậy. Đúng rồi. Quá trời đẹp luôn. Ok. Rồi không để giờ. Đáng giá 1.5 tỷ đúng không? 1.5 tỷ giờ hung một cái lấy luôn. Nhưng mà mồ hôi mồ kê không à, nãy giờ quay clip rất là nóng luôn, giờ hung vô là bị sáng mặt tay. Không có được thơm tho sạch sẽ. Rồi ơi. Vợ của mình là tattoo artist ha, cho nên là tự sáng tạo ra những cái bức vẽ rất là to. Chi tiết thì tattoo các bạn biết rồi, chi tiết nó rất là sắc nét và nó có cái độ phân dày mỏng nó rất là rõ ràng để nhìn vô thấy cái độ sinh động mà. Cho nên là thật sự mà nói những cái này thì không có làm khó được cô ấy ha, chỉ có mình làm khó được cô ấy thôi. Ok rồi, đây là công đoạn gọi là thiết kế chuẩn bị ha. Rồi mình sẽ đi tới mình quay cái chỗ in luôn, mình sẽ đi chọn vải và mình sẽ in ra thử test liền lúc đó luôn. Ok mọi người, hẹn Kiều cưng. Quên hết đất hả? Giờ hết luôn. Ây da, coi như hết tất cả mọi nơi luôn. Tất cả cái ngóc ngách của cái nhà này là tôi hết trơn rồi đó. Ây da. Ây da. Ây da. Em ơi, anh hết đất khỏe chưa nè. Trời, chưa khỏe chưa nè. Ây da. Hay vậy vẫn còn bén lắm nha các bạn. U40 chứ vẫn còn bén lắm. Ok, bye bye mọi người nha. Hello các bạn, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi in mẫu thử ha. Thì cái file đã được làm hoàn thiện rồi, đã gửi cho bên in rồi. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ đi in test thử để cho kịp mà có cái vô cái buổi ốp có đồ mới mặc luôn. Thì
sau khi mình sẽ quay, coi bạn nào thấy ok tới buổi ốp có thể đặt hàng mình. Thì hôm nay cái chỗ in đó, nó chuyển qua cái khu vực mới ha, mình phải đang đi tìm. Nó số 10 đây, Full Mall. Đây là cái nhà in ha, cái xưởng in. Đây là xưởng in kỹ thuật số, in rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ đi, thứ nhất là mình sẽ đi chọn cái áo, chọn cái chất liệu thun nào cho nó trẻ trung và nó modern nhất. Ok, hello em. Kỳ này anh rút kinh nghiệm, anh làm mấy cái màu sắc cho nó tươi tươi hơn chút xíu nữa. Với lại cái bản vẽ này anh nghĩ chắc in sẽ đẹp ha. Cái mấy cái này là anh hình chụp á thì nó sẽ không đẹp. Nhưng mà còn có một vấn đề là cái hình của anh em thấy bị cắt tóc. Cái hình file anh gửi em ấy, thì nếu mà nó cắt tóc như vậy thì có vấn đề gì không? Cắt gì ta? Cắt tóc đẹp không? Đâu rồi? Anh không gần lắm em, có gì tư vấn giùm anh này. Em chịu khó vẫn chỗ này nói cho mình vẫn như vậy. Em cầu không sao đâu, nhưng mà em sợ em nói mọi người thấy không ổn thôi. Thấy ổn mà. Đâu rồi hen, trời ơi, nhiều file của em cũng lẫn đây. Hôm bữa là cái này, cái file của mình hiện tại đang bị cắt như thế này đúng không, thì cho nên sẽ có một cái vấn đề là hôm bữa anh có chỉnh lại gửi file hoàn thiện mà cái chữ farm ở dưới nó cũng đây, thấy chữ farm đây, không sao đâu. Em để này trong suốt thì nó trông như vậy thôi, còn cơ bản thì là in nó sẽ bị cái đường line này sẽ khá là rõ ở trên áo, cho nên là đường line á hả, đây này, cái này nó bị cắt ở đây này. Không, hình như bỏ ra hết mà em còn có cái hình đâu mà, chứ đâu có in nguyên cái phông trắng đó. Cái phông này tức là vẫn cái hình, nhưng mà cái hình nó sẽ bị cắt ở đây đúng không? Trên áo đen thì vẫn nhìn đấy, nhưng vẫn nhìn thấy đó. Nhưng em zoom lên đây xem nhé. Đâu như em có thể em có thể em chỉnh lại giùm anh không? Em bây giờ thì là có một cái đây này. Cái hình trong suốt này mình sẽ không y, nhưng mà những cái đường thẳng như thế này nó sẽ tạo nên một cái đường ở trên áo. Nó sẽ không. À, cái đường thẳng ngay cái chỗ cục đá đó đó hả? Đó. Thì giống như cái hình này của anh thì mình không thấy là những cái góc cạnh như thế này đúng không? Cái này chị thấy này. Cho nên sẽ có khả năng là lên áo mà nó thành một cái khối ở đây này, sẽ không được đẹp. Em có thấy nào xử lý giùm anh không? Trong trường hợp này á, thì cái này liên quan đến thiết kế thì là nó có phụ thuộc là anh muốn nó như thế nào ấy. Em thì không phải chuyên về thiết kế, nhưng mà nếu mà in giữa áo thì nó sẽ bị như thế, còn nếu mình in gần dưới giữa áo này ấy, thì sẽ không thấy cái đường nó sẽ nằm ở đây luôn. Không, nó cũng vẫn phải cân cân khúc này chứ nó đâu thì có. Thì đó, nếu mà anh muốn thì không thể nào mà điều chỉnh được cái này. À, có nghĩa là thấy ngay cái đường này đúng không? Đúng rồi, cái đường này và cái đường này nữa này. Tại vì nó nằm ở giữa áo chứ không phải nằm sát bên áo. Để mà anh cho lên cái hình đen đó, ok không? Có nghĩa là nó sẽ giống. Hoặc là cái hình gốc của nó ấy, anh có thể lấy cái hình gốc. À, ý em nói sẽ thấy cái đường thẳng giống vậy. Đúng rồi. Nhìn nó không được đẹp ha. Đúng rồi. Ok. Vậy bây giờ đâu để anh điện thoại về cho vợ anh coi. Này vợ anh thiết kế. Coi có thể xử lý cho nó mềm mềm chỗ đó lại không? Đúng rồi. Thì em sẽ update in cho hôm sau nào đen sao cả. Còn bây giờ thì mình chỉ quan trọng là test cái màu này thôi. Với lại cái hiệu ứng xem là có đúng theo ý anh không? Là ok đúng không? Là in luôn á hả? Vâng, sao đâu. In luôn phí không? Để vợ anh có sửa liền đâu. Không, cần đâu, tại vì bây giờ em test là test vải thôi. Test màu thôi chứ không phải lên áo luôn á. À, thì bên em có sẵn vải cho anh test, không vấn đề gì cả. Ok, em ok. Em muốn là anh xem cái màu trước như thế nào. Tại rồi. Vì là mình cũng chốt áo đen mà. Ok. Thì sau khi mà chốt màu mấy bát thứ thì cái phần chỉnh lại thì nó cũng cái hệ màu cũng như vậy thôi, thì không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà anh muốn lần lát anh có áo anh mặc về luôn á. Ây da, áo thì hơi khó nha. Áo bây giờ cho em có chuẩn bị áo sẵn không? Áo trắng á hả? Em muốn lên áo trắng á. Áo trắng. Áo đen thì chưa được, áo đen thì là em phải sắp xếp. Áo trắng cũng được. Áo trắng cũng được á. Thế á. Thế thì để em xem cái áo trắng thích. Từ. Cái chỗ chữ này là em đang muốn chỉnh, sẽ hơi mất thời gian một tí để chỉnh cái màu á. Đâu để anh nói vợ anh chỉnh luôn vâng, cho. Thì nhờ chị là chỉnh giúp em cái chữ thành màu đen luôn. Ok. Cái áo trắng luôn thì em nghĩ là được, nếu mà mình lên luôn một cái áo màu trắng không vấn đề gì. Còn đen thì sẽ phải lấy mai kia. Em có sửa liền cái đó giùm anh được không? Em với lại em cho anh một cái phiên bản chữ Nam Ngô Farm màu đen luôn nha, để anh lên áo trắng luôn. Chỉnh ok rồi, có gì mail lại qua cho cái mail cũ luôn á.
Ok, vậy giờ để anh test màu trước. Ok, rồi, thank you cưng. Rồi, thì mình có thể chuẩn bị trong này okay. Test màu. Mình sẽ đi... bây giờ các bạn sẽ dẫn mình đi test màu, test lên cái vải trước thôi, chứ chưa có in lên áo ha. Ồ, này rộng rãi ha, máy dữ dằn hơn á. Dạ vâng. Máy lớn hơn, đỉnh hơn. Chỉnh cái phần này cho... Họ đang xử lý iPad. Rồi, thank you em. Thì cái showroom mới này thì bên em có nhiều máy nó hiện đại hơn chút, với cái quy mô nó cũng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn và năng suất nó cao hơn khá là nhiều. Ok. Thì quy trình vẫn giữ như cũ thôi, là mình có cái bước giờ anh rất là nôn nóng coi cái màu nó lên nó được như ý không? Thuyền xử lý vải ở đây, mình phun cái lớp keo cho nó đảm bảo mực in nó lên được màu tốt nhất và đảm bảo độ bền dày. Này là xử lý trước khi in ha? Đúng rồi, thuyền xử lý trước khi in. Ok. Mình coi nó chạy luôn. Ok, cho anh coi với. Mình có mấy tấm vải tráng lên mình test lên trước để khi in lên áo thì nó không bị hư hỏng. Đây là cái máy để xử lý vải trước khi in nha các bạn. Để khi mà phun một cái lớp keo lên để lúc mà mình in lên ấy là cái mực rồi nó màu sắc rồi nó đạt chuẩn ha. Và thì khó nó... phai luôn đúng không em? À, đúng rồi. Nó tự động hết. Mình căn chỉnh thông số ở đây, mình muốn phủ độ dài bao nhiêu, mình cái lượng mình phủ bao nhiêu. Máy xịn quá. Rồi, đây, mình đặt vải lên. Mấy máy này mình in được màu dạ quang không em? Dạ không. Máy in mình in được những màu nhiều màu phức tạp nhưng mà nó không có những cái effect dạ quang nữa. Đây mình thấy nó hơi ướt ướt. À là xong rồi đó ha, đúng rồi. Có lớp keo rồi đó. Lớp keo rồi. Mình sẽ hoa mình sấy. Quá trời máy hiện đại. Sấy khô là mình có thể in được rồi. Đây là máy in. Dạ đúng rồi. Máy okay. In của Epson đang bảo trì xíu. Thì tới mình sẽ máy này. Ok. Cái máy mà hồi đó vậy vẫn lên cho anh Nam. Mấy năm trời là tất cả những hình mình đang là máy này. Anh test màu xong anh đem đi ốp, anh làm người mẫu luôn. Dạ. Để mấy bạn đặt hàng. Sai quá trường. Đây mấy cái file ngày xưa vẫn còn nè. Dạ đúng rồi, em lưu trên hệ thống trên mấy cái file ngày xưa mình đã in đám mây. Đang hỏi dùng cái up file lên chưa? Có file chưa dùng? Này là cái máy sấy ha các bạn ha. Cái giải đưa vô sẽ sấy khô cái lớp keo nãy mới xịt lên á. Ok. Có backup lên cái folder Nam Ngô á. Thì backup lên luôn đi. Dùng này up file. Sao cái đợt dịch lâu quá không làm. Cũng lo không biết mọi người còn làm không. Còn mà ai ngờ qua rồi thấy còn hoành tráng hơn xưa nữa. Thì hả? Ồ, hồi xưa anh có lên phòng bên trên chưa ta? Không, anh nói làm bên Thảo Điền không à. Đúng rồi, anh có được đi lên lầu xem. Có. Nó bé đúng không? Có. Cái xíu xíu. Mà hai béo xéo. Giờ nó bự hơn nhiều. Cái máy này thì in nhanh lắm nhưng mà đây có chút vấn đề phải bảo trì là xíu. Máy này để in giấy đen hả? Đen trắng gì cũng được anh. Mà tốc độ nhanh hơn rất là nhiều. Độ công nghiệp rất là nhiều, một ngày được đến tầm 700-800 cả nghìn sản phẩm. 700-800 sản phẩm luôn. Dạ, đúng. Ok. Ừ. Trước anh thấy máy kia chạy lâu à, máy kia đúng chắc rồi. Cũng phải 5-10 phút mới xong một áo á, chậm hơn chắc. Nhưng mà cũng qua tới mấy quy trình là các bạn xử lý vải ban đầu rồi in lên xong rồi in xong rồi lại ép thêm một cái lớp nhiệt hay cái gì đó nữa đó. Ép nhiệt cho khô mực. Cho khô mực nữa và nó bảo quản tốt. Dạ. Thì cái này mặc lâu chưa? Cũng mấy năm rồi đó. Cũng khá bền đúng không? Khá bền á, anh thấy ok á. Chưa bong chóc gì sẽ kể. Bong chóc thì cũng có một nhưng mà cũng tùy màu em. Anh thấy cái màu đỏ thì nó không được bền. Đúng rồi, màu đỏ. Nếu in cái màu đỏ tươi màu sau đỏ, này nó lợt sẽ xuống. Còn mấy cái màu xanh đồ em thấy rất là bền luôn á. Dạ đúng rồi. Cái chất thun bên em cũng ok nữa. Dạ. Nhưng mà anh thích cái thun kia càng nhìn dày à? Nó dày và cái da nó xui xui, nó trẻ hơn, nó trẻ trung hơn. Cái này là form fit bình thường. Cái này form nó oversize.
Với lại ngoài áo màu đen với màu trắng mình còn màu nào khác không em? Cũng nhiều anh, có màu mint, màu bạc hà, màu hồng, rồi màu vàng, màu tạc, rồi nhiều lắm, màu navy, rồi nhiều màu đỏ. Có đủ mẫu đây coi mà. Ở đây thì không, ở đây thì không, bên em không chịu quá nhiều áo đâu. Đó mình coi đâu được ta? Cái đó thì có thể gửi ảnh cho anh, hoặc là bên em có thể mượn từ bên nhà máy về bên em cho anh. Hay chắc trước mắt em gửi ảnh giùm anh đi, anh chọn sơ cái xíu dung dung qua cho anh coi. Tại có nhiều bạn thì thích mấy cái màu nó nhẹ nhẹ hơn. Dạ, đúng rồi. Đen quá, nhìn gấu quá, người ta ngại. Anh thì anh thích gấu gấu. Dạ. Có... Lỡ là tạo mới không? Mới bé. Bé tạo phong đời mới nè. Thôi rồi, sao? Vậy tạm thời em ăn cái này trước ha. Ok chữ em. Chữ trắng trước đi. Rồi, có gì sau mình... chỉ có đổi xíu cái chữ đen thôi. Sắp tới mình sẽ thiết kế thêm nhiều mẫu nữa để cho anh em mặc đi ốp chơi. Hội của anh cũng bị gián đoạn mấy năm dịch, năm mấy dịch xìu luôn, giờ lại làm lại. Đây là buổi họp đầu tiên sau cái khoảng thời gian. Đúng rồi, buổi họp đầu tiên sau đợt dịch đó. Thì khi anh test thì em in nó kích thước nó hơi bé hơn xíu. Ok. Mình để in được nhiều lần. Nhưng mà lúc mình in kích thước lớn lên thì nó vẫn giữ nguyên cái chất lượng vậy đúng không? Dạ, gần như là vậy. Đây là cái mẫu thiết kế mới nhất của đợt ốp này ha các bạn. Bé này là được, cái hình này được lấy từ cảm hứng từ bé Manring Iguana ha. Galabarot, của đảo Galabarot. Ủa, tấm vải trắng ở đây. Thì tấm vải này của mình đây, mình sẽ ép nó một cái. Ép một cái nữa hả? Dạ, vậy là công đoạn này là công đoạn thứ ba rồi nha các bạn. Đúng rồi, công đoạn đầu tiên á là mình sẽ phun một lớp keo. Công đoạn thứ hai là sấy. Công đoạn thứ ba này là ép ha. Rất là nhiều công đoạn mới ra được cái tới sản phẩm nè. Thì nó ép phẳng. Ép phẳng hả? Coi như ủi nha, giống ủi. Cho nó không có gồ ghề. Áo cô tông mình nó khá là nhiều lông. Ok. Thì những cái chất lượng của sản phẩm thì mấy lần trước là các bạn cũng biết rồi. Áo này là sản phẩm cũng thứ 5, thứ 6 vậy rồi. Thì cái chất lượng của vải và chất lượng của in thì nó rất là tốt. Cho nên mình tiếp tục tin tưởng làm ở đây tiếp. Đó này. Cái này mình căng cái khung ra. Thì nó thẳng phiêu vậy mình lên được. Ok. In kiểu này gọi là in kỹ thuật số nha các bạn. Đúng rồi, in trực tiếp, in trực số. Là nó sẽ phun mực trực tiếp lên vải luôn. Phun trực tiếp lên vải luôn. Dạ. Chất lượng nó sẽ đẹp, đảm bảo từng cái một luôn. Như nhau hết. Từ từ, đang nhận lệnh. Nó bắt đầu phun. À, cái này nó sẽ cũng in phun mấy lớp luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, nó đầu in nó tự nó biết nó đè nhiều lần luôn. Bắt đầu ra hình rồi các bạn. Anh thấy nó hơi nhạt ha. Đúng rồi, hơi nhạt. Em cho nó đậm thêm xíu nó giống hình thật hơn. Dạ rồi. Nhưng mà cái chi tiết thì rất là rõ ha. Chi tiết là rõ. Cái này mình chỉ mới in. Mình là mình đang coi test những cái chi tiết nè. Những cái chi tiết ngay phần mắt là những cái vảy á. Quan trọng là những cái vảy nó ok hay không. Đó. Thì đối với mình sẽ in hai màu ha, hai màu áo. Trước mắt là hai màu áo. Mình mới có hỏi thêm thì sẽ còn một số màu khác nữa. Thì để bạn đó gửi mẫu cho mình thì mình sẽ có thêm sự lựa chọn.
dành cho ai mà không thích trắng hoặc đen. Nhưng mà cái này thì mình sẽ sửa lại cái chữ nam, nếu mà áo màu trắng mình sẽ sửa lại chữ nam ngô farm này, nó sẽ là màu đen đó. Và mình sẽ chỉnh lại cái chỗ này nè, mấy cái rìa này cho nó mềm mại chút xíu. Ok, đây là lần test thứ hai ha. Lần test thứ nhất thì mình thấy là cái màu nó hơi lợt đó, thì các bạn đã, bạn kỹ thuật đã chỉnh cho nó cái tông màu nó hơi đậm lên chút xíu, thì mình coi cái lần test thứ hai này nó có good hơn lần thứ nhất hay không. Quan tâm nữa. Em phủ lật lật hai bên như tí cho nó đủ 4 tiền. Chắc cái miếng đó, nó bền góc chung đi. Là làm cái kiểu nên ngày á, thì nó cái chất lượng nó sẽ đẹp hơn, hình kỹ thuật số chất lượng nó sẽ đẹp hơn, nó đa dạng hơn. Nó các bạn có thể coi như là thiết kế thoải mái luôn, thì kiểu nào in cũng được hết. Thì nó không có kén như cái kiểu in lụa thì nó bạn phải làm cái khuôn rồi đầu này nọ thì nó bị áp cái số lượng, còn cái này bạn in một cái cũng được. À, thì mình có giới thiệu, mình sẽ làm theo đúng cái kích cỡ của từng người một luôn. Anh em chọn size ra là in, mình cứ lấy áo cái size đó rồi mình đưa lên mình in từng cái một vậy nè. S. Cái thứ hai này thì nó đậm hơn, bạn thấy nó đậm hơn chút xíu. Có đậm hơn chút xíu nhưng mà anh thấy nó cũng không có chênh lệch nhiều lắm em ha. Khá nhiều, màu đen nó đen hơn hẳn. Màu đỏ nó cũng đỏ hơn. Cái áo này vừa không ta? Cái áo đang mặc sao vậy xem? Cái này anh mặc là XL á. XL à vậy rồi, có XL đó. Thấy ok các bạn. Đẹp quá. Biết sao mà cái XL em thấy nó hơi bự nha. Hay là mắt em nó làm sao đó. Cảm giác nó hơi bự. Đúng không? Để anh mặc thử luôn. Không, ok. À, nó ra hay cũng được. Đậm hơn xíu nữa không anh? Hay em cho anh mọi một cái hơi xíu rồi. Rồi để em thử nha. Đây là size mình đang test thử một cái áo trơn màu trắng size XL vừa đó, thì nó khá là gọi là dễ chung á. Nói chung bây giờ bận ôm ôm quá thì nhìn nó hơi old school chút xíu. Cái này nó trẻ chung. Ok, vậy chắc cũng là XL thôi. Dạ, rồi để mình cái đó cho anh luôn ha. Ok, thì xin mình lấy cái này. Rồi đó, lấy có cái vải khô khô mà dày dày chút xíu là trẻ hơn nữa. Cái đó thì cái đó thì có size hơi nhỏ, không biết vừa không thôi. Cái khâu chọn áo cũng quan trọng các bạn. Chọn cái chất liệu áo, cái chất liệu vải là cái phơ mai á, thì nó sẽ quyết định gì nó trẻ hay là nó hơi già già chút xíu ha. Giờ còn mấy cái hơi bơm bơm á, thì mình hồi xưa mặc áo bò đề, cũng thích mặc áo bò đề, nhưng mà càng sau này thích cái sự rộng rãi thoải mái, nó oversize chút xíu thì nó trẻ chân hơn, nếu kéo tuổi xinh hơn. Ủa gì? Cái size S để đâu rồi? Size S mà dày á, áo của Thiện Chí á. Mấy này là chất liệu gì vậy? Dạ, 100% cotton. 100% cotton á. Cái này mặc dù là size S nhưng mà form nó khá là bự, anh có thể thử. Cái này chắc là hơn. Nhưng mà cái khung này nó dày M hơn, sẽ đẹp hơn á. Có M. Thì con S nè. Để em hỏi lại nè. Này em vô thì nó ôm áo, cái khung này nó dày hơn, nó là 140 có M không, có dư nó dày hơn, trần nó mỏng hơn. Nhưng mà cái mình không thích cái màu trắng của này lắm, cái trắng này nó hơi ngã xanh xanh. Là đen nè. Cái màu trắng này á nhìn nó sang hơn, nó mỏng hơn của sang. Chỉ này đúng không? Không, không này sang hơn, cái này trắng nó xanh xanh hơn các bạn. Không thích cái này mà nó hơi dày quá. Nhìn hai cái tông màu trắng không, cái này sao?
nhưng mà chắc sẽ nhiều người thích cái mỏng này hơn, nó sẽ mát mẻ hơn với khí hậu Việt Nam. Thì các bạn kỹ thuật tư vấn là do cái hình nó nhỏ quá sẽ không thấy chi tiết, thì bây giờ mình sẽ in một cái size thật luôn, thước size thật luôn để mình coi cho nó thực tế nó như thế nào ha. Thì cái điểm nổi bật của những cái con bò sát này là những cái vảy, những cái vảy, cái đường ranh đen đồ này nọ nó phải rõ ràng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Những con này là mình được nhập khẩu đúng không anh? Đúng rồi, nhập khẩu rồi. Mình tự lai phối nó nữa. Nhưng mà con mấy anh con của anh nuôi là dòng khác, còn dòng này là dòng cấm. Dòng này là dòng gọi là tuyệt chủng. Cho nên là được bảo vệ. Mình thích quá mình chỉ in lên áo mặt thôi, nhưng mình không có nuôi nó được. Mấy con mình nuôi là dòng thường thôi, dòng phổ thông để nuôi làm bếp. Nhưng mà mấy con này mình tìm mua chắc vẫn được đúng không anh? Chắc mắc thôi. Rất là mắc. Nhưng mà nó không hợp pháp. Lớn thì nó có cái chi tiết hơn chỗ này ha các bạn. Đấy, giống lắm luôn. Khá sát cái thực tế luôn. Khoảng 90%. Nhưng không phải là y chang rồi đâu. Không có công nghệ nào mà in được y chang màn hình đâu. Mình thấy giống 90% luôn rồi đó. Ok. Này, để cho mở cho bạn coi cái mẫu á. Đây là file thiết kế và lên mẫu vải ha, coi như là khá là tương đồng. Ok, bây giờ mình sẽ cho in trực tiếp lên cái áo luôn ha, ra thành phẩm luôn. Đây là cái áo vừa được ép cho nó cứng đây. Sau 9 mẫu in mình test màu, thì bây giờ mình sẽ lên cái mẫu thật luôn, mình sẽ chọn được cái màu màu ra rồi. Còn này ha, đây là cái file cuối cùng, cái màu in mình chọn. Mấy cái màu trước thì nó bị thiếu sáng quá, nhìn nó không nổi bật. Thì bây giờ mình sẽ lên trực tiếp cái áo luôn, các bạn coi thử coi như thế nào ha. Thì hiện nay là chỉ có thể in được màu trắng thôi, sau này có thể in được màu đen nữa, cái máy đang bảo trì. Hôm nay mình sẽ test thử lên cái áo màu trắng. Anh để cách cổ không ha. Cổ con vật này hơi ngắn. Cổ cái tổ nhiêu? 5 sao được, 5 chứ hết số chứ, nãy nó in sát máy luôn á. Các bạn đang canh cái vị trí của cái hình, nó phải cân đối, nó không thấp quá cũng không cao quá. Ok, mình cũng háo hức coi cái sản phẩm ra được như thế nào. In một cái áo đẹp ra mọi người mặc thích cho mình cũng vui. Ok. Hãy xem đây. Coi thực tế như thế nào, thấy chữ Nam Ngô đen cũng chìm quá. Nói in áo màu trắng á, thì mình mới sửa lại cái chữ Nam Ngô Farm nó màu đen. Không biết ra thực tế như thế nào, nhìn nó khá là chìm ha. Nhìn nó không rõ. Để coi thực tế như thế nào. Không mà cũng ok, vàng nữa thì chói lòa quá. Thích nổi nhưng mà đừng có sặc sỡ quá. Ok. Thank you.
này mình in xong cái màu nó cố định luôn hả em, hoặc là nó có bị lợt lại đi hay không? Dạ không, sấy xong ép nhiệt mà nó như biết nó phủ sao ta. Cái này em phủ nhiều không? Ánh sáng như sao ta, nó nhạt nhạt hơn. Mình sẽ tên đi trang. Sắp hoàn thiện nha các bạn. Ok, đẹp quá nha. Ok, chi tiết này nó rõ hơn. Nói chung là cũng được trên 90% ha. Em xử lý cho nó hoàn thiện luôn, cho anh mặc thử luôn nè. Đó. Này là XL hả em? Đúng rồi. XL vừa anh luôn. Này là mình sẽ sấy. Công đoạn này là sấy ha các bạn. Sấy cho nó khô cái màu á. Vị trí cũng ok. Cân đối. Ok, các bạn coi cái quy trình của nó khá là công phu ha, qua nhiều bước chứ không có đơn giản để ra một cái sản phẩm chất lượng. Mà tới bữa ốp mình sẽ mặc trước, tại giờ gấp quá làm cũng không kịp. Mình sẽ mặc trước, có thể mình sẽ, nếu có thời gian á, mình sẽ in trước mỗi size khoảng 5 cái gì đó, 5 cái 10 cái gì đó, lên buổi ốp thì mình sẽ, anh em nào mua mình bán luôn. Còn không bây giờ anh em cứ order size ha, mình sẽ đặt hàng và in từng cái cho mọi người. Thật ra in nó cũng không có khó, không phải là không khó, mà trong cái công việc in thì đã có máy móc hỗ trợ xử lý, toàn là máy xịn không à. Nhưng mà cái khó là tìm được cái phơm áo và cái chất liệu vải nó thời trang chút xíu, nó trẻ trung chút xíu. Còn những cái áo mà có sẵn thì đa số nó theo cái phơm của phổ thông, nó nhiều khi nó không ưng ý với mình lắm. Thật sự là nãy giờ mình cũng chưa tìm được cái mẫu thun và cái phơm áo ưng ý. Cái mà ưng ý thì lại hết hàng. Cuộc đời luôn á, éo le vậy các bạn. Cái mình ưng ý thì luôn hết hàng, lúc nào cũng éo le vậy hết trơn. Để mình gán mình tìm thêm coi, mình hỏi các bạn coi. Ok, mình qua đây coi cái áo nó chạy qua bên này. Sắp tới rồi. Sau khi hoàn thiện thì mình sẽ mặc thử để mọi người đánh giá ha. Rồi thấy vậy mà cũng đi lâu hết. Tả tả. Thì từng cái công đoạn này nó sẽ bảo vệ cho cái màu mực á, nó chuẩn màu và nó bảo quản tốt hơn ha. Mấy cái áo này nè, mấy cái áo này là mình giặt máy giặt không á bạn. Lần đầu tiên mặc thì còn kỹ giặt bằng tay đồ để giữ bảo quản, nhưng mà những lần sau mặc á thì là toàn là giặt bằng máy không à. Áo này bạc chắc cũng chục lần á, mà cái chất lượng màu sắc với lại hình nó không có bị bể, nó không bị rách mảng mảng ra. Thì mình thấy chất lượng là khá ok á. Đi thêm tour nữa em. Ồ, cũng phức tạp quá ha, cũng ok. À, sản phẩm nó được sấy qua hai lần ha, thì bây giờ sẽ ép lại lần cuối để bảo quản cái chất lượng cho nó tốt nhất luôn. Rất là nhiều công đoạn các bạn thấy không.
mình cũng đang chờ nó hoàn thiện xong rồi mình sẽ mặc lên cho mọi người xem. Bật máy ủi hơi nước này. Chắc anh làm kiểu này luôn á. Được, anh thấy đẹp lắm. Anh cắt cái này đi, anh cắt đi nè, nhìn đâu đấy, rất là nhìn thời trang. Ok. Nhìn như một cái áo thời trang chứ không phải là áo chứ là áo sự kiện hay là áo nhóm gì hết á. Cái này là công ty đó nha. Công ty làm áo nhân viên mặc á. Mấy này là mình in được luôn hả? Này in hay cái gì? Cái này là đề can anh. Đề can hiệu ứng. À cái này là bên mình cũng có làm luôn hả? Dạ có làm. Bên ngoài bên em thuê đối tác làm. Ok, lần sau biết mình làm mấy kiểu này ha, đi giống ánh rồi tối đi chơi cũng được. Nó làm như một áo thời trang luôn mà. Đâu phải là nhìn đâu biết áo sự kiện hay gì đó. Ok. Còn có cái tag nữa nè. Ở đây nữa nè. Rồi ok, sản phẩm hoàn thành rồi các bạn. Thì này là hoàn thiện rồi đúng không em? Đúng rồi. Thì đối với bên em thì bên em sẽ làm một bước nữa. Bên em sẽ ủi hơi cho nó phẳng feel hết. Còn bên em đóng gói ra cho khách. Ok. Thì cái ủi hơi là để đóng gói thôi các bạn. Còn đây là sản phẩm hoàn thiện rồi. Chắc mình sẽ mặc test thử cho mọi người coi quá. Này là XL luôn, vừa size luôn. Ok. Ok các bạn, sau khi mà đã test thử rất là nhiều cái tông màu sắc khác nhau ha, và mà chọn màu vải thì đây là cái sản phẩm final của mình. Thì hiện giờ bên chỗ in là chưa có cái vải màu đen, cái áo màu đen, thì mình tạm in trước cái màu trắng. Thì ngày mai các bạn nó sẽ chuẩn bị cái áo màu đen với cái chất liệu thun nó khô, nó đúng theo cái ý mình, 100% cô tông luôn. Thì lúc đó các bạn sẽ in lên cái màu đen. Thì hiện giờ là mình đang mặc cái áo màu trắng, đây là sản phẩm final luôn ha, mọi người thấy cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái gu mình thích nó gọi là nó hầm hố chút xíu, mình vẫn ưu tiên màu đen. Cái này dành cho những bạn nào thích cái thích nó hơi nhẹ nhẹ rồi chút xíu. Ok em, vậy có gì ngày mai em chuẩn bị giùm anh ha, đầy đủ size. Dạ. Và có gì em cho anh cái báo giá luôn. Dạ. Để anh gửi đến mọi người. Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Ok. Dạ. Em. Dạ. Rồi vậy ngày mai có gì mình sẽ liên lạc với nhau ha. Dạ. Qua cái tin nhắn hay gì. Dạ. Okay. Dạ, để dùng tin nhắn anh ngày mai. Ok, cảm ơn em nhiều. Dạ, chị ạ. Dạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bận cái áo này về cho vợ mình coi luôn. Đây là vợ mình thiết kế mà. Ok.